Em xin gửi lời chào đến tất cả anh em và các bạn. Xin gửi lời chào đến tất cả khách hàng. Shop bên em hôm nay là shop điện tử Minh Hoàng. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Trước shop bên em đặt tên là điện máy Thái Nguyên, giờ thì chuyển sang điện tử Minh Hoàng. Chúc anh em thực tế hơn. Hôm nay theo nhiều yêu cầu của anh em khách hàng, em cơ sở bên em chuyên mua bán, nâng cấp, sửa chữa tất cả các dòng máy kích cá cơ, kích điện tử, các dòng máy kích trên thị trường. Đây, shop bên em đây rất chi là nhiều các đồ nghề làm rất là chắc chắn. Tiện đây em có một khách hàng đã mua cái dòng máy của shop bên em rồi và muốn lên đời, tức là mua thêm cái dòng máy Auto H6 này và sử dụng. Dòng máy Auto H6 này thì ngày cái khách này là đặt thêm hộp nhựa, tức là chuyển từ hộp tôn màu vàng sang hộp nhựa. Thì giá cả chi phí bên em cũng báo giá rõ ràng là chi phí chuyển là khoảng 30 đến 40 nghìn thôi. Đấy, thì em sẽ trước khi gửi máy em sẽ quay cho anh em một cái video cho tất cả anh em khách hàng là rõ hơn. Thứ nhất, cái dòng máy này, một bộ máy thì bao gồm là có giấy hướng dẫn sử dụng và một bộ máy như thế này. Đây, anh em khách hàng xem này. Đó, như này rõ hơn. Đấy, thì thứ nhất là trên nắp máy em có điện tử Minh Hoàng, số điện thoại để anh em liên hệ. Trong khi quá trình sử dụng, máy là Auto H6, mạch in thủy tinh, dây đồng đỏ thái, tụ điện của Taiwan, dây điện của Hàn, điện ra là 1.300 đến 1.500V, đây là 1.400V. Máy là có tem bảo hành chính hãng. Tem bảo hành chính hãng anh em nhé. Trên chiếc máy này là bao gồm hai nút volume điều khiển. Điều khiển volume thứ nhất là điều khiển sâu nông, tức là khỏe yếu. Volume số 2 là điều khiển băm sung, và số 0 thì không băm. Số 2, số 3, băm sung nhanh, băm sung chậm. Ở trên chiếc máy này thì các bạn bắt cái dây bên, buộc dây bên đỏ này là da vợt, bên đen là da mát, da xào chọc. Máy rất chi là đẹp và nhỏ gọn. Thì thứ nhất, cho anh em giới thiệu cho anh em khách hàng tất cả các dòng máy bên em ấy, toàn bộ là quấn bằng dây đồng hết nhé. Máy móc của shop bên em là anh em khách hàng yên tâm, toàn bộ là quấn bằng dây đồng đỏ hết. Em sẽ test thử bằng bình ắc quy. Dòng máy này dòng máy Auto H6. Auto thì có rất là nhiều đặc điểm. Thứ nhất là có đặc điểm hay nhất là đánh cá rất là nổi, điện ra rất rộng, máy rất là ổn định. Đặc điểm quan trọng nhất là cái dòng máy này có thể đánh được tất cả các vùng nước, như nước mặn, nước ngọt, nước lợ hay nước đục, nước trong, nước nhiễm tạp chất, hay thậm chí là những cái nước từ cái cống nó chảy ra. Máy này sử dụng rất là ok, không bị kén nước, vùng nước nào cũng có thể sử dụng được. Và dòng máy này trên bờ bấm cũng có kêu. Em sẽ thử tải bằng 4 bóng đèn 800W cho máy này hoạt động. Đó, các bạn nhìn thấy bóng đèn rất là sáng ạ. Đây là ở mức thấp. Mức thấp thì các anh em sử dụng đánh lươn, đánh chạch, ếch, cá lóc, cá chê. Khi anh em khách anh hàng sử dụng vặn tầm 50-50 thì chuyên đánh cá trắng. Và dòng máy này có một cái đặc điểm là cò bóp không bị sợ giật,
tức là tay bấm này không bị giật, rất là an toàn. Anh em sử dụng thì yên tâm. Đây là bấm sung, volume bấm sung, bấm nhanh nhất thì đánh nó sẽ kém hiệu quả hơn là để bấm chung chung. Rồi, bấm như này, anh em khách hàng là bấm như này, đánh cả rô phi, cả cá trắng bình thường. Còn nếu bấm nhanh như này thì chỉ đánh đơn trạch thôi. Đấy, còn tắt bấm sung thì đánh tổng hợp nhất tất cả các dòng cá, từ rô phi, lóc, chê, lươn trạch đều hiệu quả. Sẽ để điện ra khỏe hết cỡ cho máy chạy. Đó, điện ra rất là khỏe. Điện ra rất nhạy và khỏe. Các anh em khách hàng có yêu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại trên. Mua hàng liên hệ cho em số điện thoại là 0838 90 5512. Số này em có dùng Zalo và số điện thoại. Các anh em khách hàng thì em giao hàng, giao máy thì là em giao qua bưu điện, ship qua giao hàng nhanh hoặc là ship qua Viettel Post hoặc bưu điện, thì hàng hóa tới nơi anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng, anh em thanh toán tiền cho shipper. Sau anh em giao hàng thường ở miền Bắc khoảng 1 đến 2 ngày là tới nơi, còn miền Nam, miền Trung thì nó rơi vào 3 đến 4 ngày là hàng tới nơi. Các anh em hãy nhấn đăng ký kênh của shop bên em.